Còn hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đón xuân mới Kỷ Hợi. Sự sẻ chia ấm áp với những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về và lan tỏa những điều tốt đẹp với tinh thần tương thân tương ái đang được nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam thực hiện qua hàng loạt những hoạt động thiện nguyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một sự kiện như thế. Trong tiết trời giá rét của Hà Nội, hàng trăm sinh viên Đại học Đại Nam đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng của trường. Hàng ngàn chiếc bánh chưng được các em canh nấu trực tiếp sẽ chuyển tới những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật tại 20 cơ sở tiếp nhận của cả nước. Qua 8 năm thực hiện, chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn sinh viên. Bọn em chỉ biết được là những cái công sức, những cái công hiến của bọn em trong ngày hôm nay thì sẽ mang đến được cái niềm vui và sự hạnh phúc đến với những người có thể là những em nhỏ hoặc là những người vô gia cư hoặc là những người có hoàn cảnh sống kém may mắn hơn bọn em. Thông qua những cái hoạt động thiện nguyện thường xuyên như thế này thì chúng tôi muốn sinh viên của mình biết thương yêu đồng loại, sống có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, biết nhường cơm sẻ áo cho những cái mảnh đời thiếu may mắn. Khoa Nhi Bệnh viện Ca Tân Triều là điểm đến đầu tiên của hành trình chia sẻ sự ấm áp. Bữa ăn của các bệnh nhi hôm nay có thêm một món ăn đặc biệt, một món quà mà các anh chị gửi chọn tấm lòng ở đó. Những tấm bánh nghĩa tình, đậm đà yêu thương của sinh viên Việt Nam.